Apple đang dần mất đi sức mạnh. Những năm gần đây, hàng loạt vấn đề xảy ra với Apple, từ việc bị các nước EU kiện và ép phải tuân thủ đạo luật thị trường kỹ thuật số, chậm chân trong cuộc đua AI, cho tới doanh thu tại thị trường Trung Quốc bị sụt giảm do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thậm chí mới đây, Apple đang bị chính phủ Mỹ kiện do hành vi độc quyền. Liệu có phải Apple đang dần mất đi sức mạnh của mình? Thực tế khó khăn. Theo tờ The Economist, nếu cho rằng nhiệm kỳ CEO của Tim Cook tại Apple luôn trôi chảy, thì có lẽ nhiều người cần phải suy nghĩ lại. Thực tế, thời điểm sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011 là giai đoạn đầy thử thách đối với Cook. Đầu tiên là vấn đề chống độc quyền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ đã kiện Apple vì âm mưu cố định giá sách điện tử. Tiếp đến là sự cạnh tranh gay gắt. Samsung, đối thủ Hàn Quốc, tấn công iPhone bằng các mẫu điện thoại màn hình lớn hơn và thiết kế bắt mắt hơn. Sau đó là những lo ngại rộng hơn. Trợ lý giọng nói mới Siri của Apple đã mắc phải những lỗi cơ bản. Tương tự, Apple Maps thậm chí còn dời đài tưởng niệm Washington tới sông Potomac. Lúc đó, câu hỏi đặt ra là liệu quá trình đổi mới sáng tạo của Apple có thể tồn tại sau cái chết của người sáng lập hay không? Một trong những cấp dưới của Cook thậm chí còn công khai phản ứng gay gắt trước những lời chỉ trích vào năm 2013, không thể đổi mới nữa. Khoảng một thập kỷ sau, Cook dường như lại rơi vào tình thế tương tự. Cả ba vấn đề, chống độc quyền, cạnh tranh với đối thủ châu Á và sự sống còn về đổi mới và tăng trưởng đều có những điểm tương đồng giữa lúc bấy giờ và hiện tại. Các cơ quan giám sát cạnh tranh tại EU đang yêu cầu Apple tuân thủ những quy định mới. Lần đầu tiên, khu vườn từ lâu ràng buộc người dùng và nhà phát triển trong hệ sinh thái của Apple đang bị xâm phạm. Còn tại Mỹ, Apple cũng bị chính phủ kiện vì hành vi độc quyền tương tự. Tại Trung Quốc, Huawei, gã khổng lồ trong nước và là niềm tự hào của người dân nơi đây, đang chiếm lĩnh thị phần của Apple. Bao trùm lên tất cả là lo ngại dai dẳng rằng khi doanh số bán iPhone chững lại, Tim Cook đang bỏ lỡ cơ hội làm nên điều phi thường với trí tuệ nhân tạo. Tóm lại, với giá trị thị trường giảm 10% kể từ giữa tháng 12 năm 2023 và bị Microsoft vượt lên, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới nhờ trí tuệ nhân tạo, những người hoài nghi đang tự hỏi liệu Apple có đang dần mất đi sức mạnh hay không? Tin đồn về tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro đắt đỏ của Apple thậm chí còn chẳng thu hút được nhiều sự chú ý do câu chuyện quá nhàm chán. Hy vọng của mọi người đều đặt vào hội nghị nhà phát triển hàng năm của công ty vào tháng 6 tới, khi họ mong chờ Tim Cook công bố những bước tiến đột phá về trí tuệ nhân tạo để chứng minh Apple có thể tham gia cuộc đua chatbot. Tuy nhiên, đó không phải là cách hoạt động của công ty và họ cũng không nên làm như vậy. Cách làm của Apple vốn không phải là tiên phong. Quay lại thời điểm Cook mới lên nắm quyền và đối mặt với mối đe dọa từ Samsung, khi đó thì các nhà đầu tư đã thúc giục Apple tạo ra điện thoại màn hình lớn. Cũng giống như bây giờ, họ muốn Apple có thiết bị phù hợp với trí tuệ nhân tạo như của Samsung. Nhưng Apple không vội vàng. Mãi đến năm 2014 với iPhone 6, hãng mới cho ra điện thoại màn hình lớn. Kết quả là sản phẩm đó đã thành công vang dội. Phương thức hoạt động của Apple vẫn không thay đổi. Tại đây, một sản phẩm hiếm khi thực sự là một sản phẩm tiên phong hoặc lần đầu tiên xuất hiện. Họ luôn cố gắng cải tiến những gì đã có, học hỏi từ những sai lầm của người khác và cuối cùng là đánh bại đối thủ. Điều này chắc chắn có những rủi ro. Về lý thuyết, một startup non trẻ có thể cho ra đời công nghệ mới nhanh hơn, rẻ hơn và đột ngột chiếm thị phần của các công ty hàng đầu. Chẳng hạn, có thể một công ty non trẻ đang phát triển thiết bị tuyệt vời cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo với mục tiêu lật đổ Apple. Tuy nhiên, chỉ cần hiểu Apple một chút là thấy rằng họ đang rất bình tĩnh. Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo còn nhiều thứ khác ngoài chatbot. Chúng có vẻ như là một công nghệ cách mạng, nhưng cho đến nay, chúng chỉ là cách tốt hơn và dễ sai lầm hơn để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời. Đó không phải là điểm mạnh của Apple. Horace Dediu, chuyên gia về Apple nói, chúng chỉ là tính năng chứ không phải sản phẩm. Apple cũng không cạnh tranh với các công ty công nghệ khổng lồ khác để chạy các nền tảng điện toán đám mây với những mô hình ngôn ngữ lớn, hỗ trợ các công ty khác xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, họ dường như đang tìm cách nhúng trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị của riêng mình để củng cố hệ sinh thái độc nhất vô nhị. Ví dụ, từ năm 2017, họ đã sử dụng công nghệ chip tự thiết kế để xử lý các chức năng học máy và AI mà các thiết bị của họ sử dụng ngầm. Vào cuối tháng 2 vừa qua, có thông tin cho rằng Apple đã hủy bỏ dự án làm ô tô 10 năm và chuyển hướng các kỹ sư sang trí tuệ nhân tạo. Rõ ràng Apple đang tăng tốc độ. Họ sẽ không tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào, nhưng một trong những lựa chọn họ có là nằm ở chỗ dễ nhận thấy Vision Pro. Những sản phẩm trí tuệ nhân tạo gần đây nhất Ví dụ như Sora của OpenAI chuyển văn bản thành video và Grok trả lời câu hỏi với tốc độ của con người, cho thấy rằng cuối cùng thì thứ gì đó ngoài văn bản có thể là cổng chính dẫn đến trí tuệ nhân tạo, trong khi Vision Pro tập trung vào âm thanh và hình ảnh, một điểm tương đồng thú vị. Trong ngắn hạn, không có gì trong số những công nghệ kể trên sẽ giải quyết được vấn đề tăng trưởng của Apple. Thực tế thì việc EU tấn công mạnh mẽ thông qua đạo luật thị trường kỹ thuật số áp dụng từ cuối tháng 3 cho những người gác cổng công nghệ lớn như Apple có thể hạn chế động cơ tăng trưởng lớn nhất của họ, đó là dịch vụ. Lần đầu tiên, Apple sẽ buộc phải cho phép các chợ ứng dụng và hệ thống thanh toán bên thứ ba bên ngoài App Store trên các thiết bị tại châu Âu. Bản thân công ty không che giấu thái độ coi thường những quy định này. Họ gọi chúng là mối đe dọa cho sự an toàn và quyền riêng tư, đồng thời đưa ra các khoản phí mới phức tạp cho ai dám vượt qua tường lửa của họ. Một số nhà phát triển đã phản đối các biện pháp tuân thủ của Apple, nhưng phần lớn vẫn phải chấp nhận. Vụ kiện chống độc quyền với chính phủ Mỹ sẽ là vấn đề đau đầu, nhưng phạm vi và kết quả của vụ này thì vẫn còn mù mờ. Trung Quốc là vấn đề lớn hơn, không có lối thoát rõ ràng. Huawei trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm, mặc dù về lâu dài có thể bị hạn chế bởi lệnh cấm chip cao cấp của Mỹ. Nhưng cho dù rủi ro địa chính trị có lớn thế nào, Apple và Trung Quốc vẫn lệ thuộc lẫn nhau đến mức cả hai có thể bị mắc kẹt. Tuy nhiên, đừng loại trừ hoàn toàn hy vọng vào Tim Cook. Theo cách thông thường, Apple chắc chắn đang nghiên cứu sản phẩm AI một cách âm thầm. Ở giai đoạn này, số tiền khổng lồ cần thiết để đào tạo các mô hình AI sẽ ưu tiên những người có túi tiền dồi dào hơn các công ty khởi nghiệp. Điều đó rõ ràng có lợi cho Apple. Lời cáo buộc nhắm vào Tim Cook. Theo tờ Fortune, vừa qua thì Apple đã đồng ý trả 490 triệu đô để giải quyết vụ kiện tập thể cáo buộc CEO Tim Cook đã gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư về sự sụt giảm mạnh doanh số bán iPhone tại Trung Quốc, dẫn đến việc công ty phải hạ dự báo doanh thu. Theo thỏa thuận sơ bộ tại tòa án California, các cổ đông của Apple cáo buộc CEO Tim Cook đã gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư khi khẳng định iPhone sẽ có triển vọng tốt tại Trung Quốc sau khi các mẫu mới ra mắt vào tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1 2019, chính ông Tim Cook lại đưa ra cảnh báo rằng doanh thu quý 4 2018 sẽ giảm 9 tỷ đô so với dự báo trước đó, chủ yếu do sụt giảm doanh số bán tại Trung Quốc. Đây được coi là lần đầu tiên Apple cắt giảm dự báo doanh thu kể từ khi ra mắt iPhone vào năm 2007. Điều này khiến giá cổ phiếu của Apple giảm 10% trong phiên giao dịch sau đó, xóa sạch hơn 70 tỷ đô giá trị vốn hóa. Ban đầu, Apple quyết liệt phủ nhận việc CEO Tim Cook gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư về doanh số iPhone tại Trung Quốc trong giai đoạn 2018-2019. Tuy nhiên, những con số tồi tệ gần đây đã buộc Apple phải chấp nhận bồi thường. Nghiên cứu của Counterpoint Research cho thấy doanh số bán hàng đã giảm mạnh 24% trong 6 tuần đầu năm 2024. Apple đang vật lộn thuyết phục người tiêu dùng Trung Quốc mua iPhone mới. Tờ Business Insider thậm chí dự đoán doanh thu ròng của Apple tại Trung Quốc có thể đã giảm 13% trong 3 tháng cuối 2023 so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù phải đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, nhưng Apple vẫn tuyên bố chấp nhận trả tiền phạt vì không muốn tiếp tục vướng vào vụ kiện pháp lý kéo dài 4 năm, quá tốn kém và lãng phí thời gian. Theo thỏa thuận, hàng nghìn cổ đông đã mua cổ phiếu Apple vào cuối năm 2018 sẽ đủ điều kiện nhận tiền bồi thường từ quỹ trị giá 490 triệu đô, gấp 4 lần so với yêu cầu ban đầu là 122 triệu đô. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng chưa đến 1% tổng lợi nhuận 97 tỷ đô của Apple trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 2023. Trong khi doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 24% trong 6 tuần đầu năm 2024, thì Huawei lại tăng trưởng 64% cùng kỳ. Đây là tín hiệu báo động cho Apple khi tổng doanh số iPhone tại Trung Quốc năm 2023 lên tới 20,8 tỷ đô, chiếm phần lớn trong 69,7 tỷ đô trên toàn cầu của sản phẩm này. Thị phần điện thoại của Apple tại Trung Quốc đã giảm từ 19% năm 2023 xuống còn 15,7% hiện nay, tương đương vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất, thua xa vị trí thứ hai của năm trước. Đối mặt với tình hình này, Apple đã có một số động thái nhằm củng cố vị thế tại thị trường Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, Apple có kế hoạch mở rộng trung tâm nghiên cứu tại Thượng Hải, tập trung hỗ trợ các dòng sản phẩm của mình. Ngoài ra, thì Apple cũng sẽ mở một phòng thí nghiệm mới ở Thâm Quyến vào nửa cuối 2024. Cơ sở này sẽ dành riêng cho thử nghiệm và nghiên cứu các sản phẩm chính như iPhone, iPad và kính Vision Pro. Tuy nhiên, liệu những động thái trên có giúp iPhone lấy lại được thời kỳ hoàng kim tại Trung Quốc hay không thì vẫn chưa rõ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!